Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có về một số bơm xe đạp dao này. Dao cũng khá là đẹp nha. Rồi, đi nhanh vào từng món nha. Mỏ hàn này. Ở đây thì có một số cái ly cách nhiệt. Ly cách nhiệt trước thì em có giới thiệu rồi. Đây thì hàng cũng về thêm rồi nha. Hoặc nào cần thì cứ liên hệ. Đây ở đây là bỏ đá nha. Không hề bị răn đổ mồ hôi này. Kém còn đầy đủ nha. Hàng này hàng lưu kho nhá. Xong này thì bỏ đá một lúc rồi, nó cũng bắt đầu nó ra nước rồi. Mà tốc độ tan đá của nó cũng khá là chậm nha. Khá là chậm. Cách nhiệt. Nước nóng hoặc đồ gì đó cũng đều được cả nha. Ly này ly hợp kim giữa nhôm và inox nha. Tổng hợp giữa nhôm và inox. Rất đẹp nha. Bên trong thì thoải mái luôn. Rồi, một cái như thế này là 80.000 nha. 80.000. Bác nào lấy số lượng thì giá nó sẽ khác nha. Bán lẻ 1 2 cái thì 80.000 một cái. Đây thì có về thêm một số cái cặp lông. Cái này không phải hàng Nhật bãi nha. Đây là hàng của quân đội nha. Đây là hàng Việt Nam. Rất là đẹp nha. Một cái như thế này 160.000 nha. 160.000 một cái. Và có về sử dụng hoặc là trưng bày đều được nha. Còn khá là đẹp nha. Tuy nhiên thì hàng lưu kho, hàng để lâu rồi thì nó cũng có một số cái gọi là nó không được như ban đầu, như mới ban đầu. Bạn cũng thông cảm nha, xem thấy ok thì mình lựa chọn nha. 160.000 một cái nha. Rồi, mã số 1 ở đây là một cái thùng đồ nghề 3 ngăn. Còn khá chắc chắn nha. Tay cầm của nó này cứng cáp. Nhất P. Còn khá đẹp nha. Móc méo thì chút thôi. Này, không ảnh hưởng gì nha. Còn vuông thành sát cạnh luôn. Rồi mã số 1 này 250k. Hộp rất dày nha. Cứng. Mã số 2. Con dao thép kẹp nha. Dày khoảng hơn 2 ly nha. Cán xuyên suốt luôn. Chốt này. Hầu inox. Một chiếc không rỉ nhỉ. Xem chiều dài của nó nè. Đi kiểm thước mà không thấy. Đây. Con này dài 17,5 cm. Bản thì 3.7. Dài 17,5 cm. Cứng nha. Siêu dài luôn. Chắc chắn. Để cho bác coi nha. Đây thì đã mài bén rồi nha. Đã mài bén. Rồi, một con như này, mã số 2, 200k. 200k nha, mã số 2. Mã số 3, một con dao dài 16,5 cm. Bản 4.3 nha.
mát này, rất là đẹp luôn. Cán của nó gỗ xịn luôn nha, rất chắc chắn nha. Này mã số 3, 250k, để chỉ có việc xài thôi, không cần phải làm gì cả. Là rũa chỉnh sửa rồi nha. Mã số 3, 250k. Mã số 4 cũng một con tương tự luôn. Này dài 16.5 này, bản 4.2, tương tự con kia luôn. Còn tem mác nó vẫn còn dính ở đây này. Khá đẹp nha, đều dao thép kẹp cả nha, dao thép kẹp nha. Rồi, con này mã số 4, 240k. Mã số 5, cùng một loại gỗ nha, vì con này đều cùng một loại gỗ cả nha. Dài 16,5cm, bản 4.2, con này thì bản hình chữ nhật, đây có chữ này, này khá dày luôn, đây không phải thép kẹp nha. Là dài khoảng 2,5 ly, gần 3 ly nha. Trong này khá là ok nha. Rồi 17cm, nâu 1, Japan này. Đó. Này mã số 5, 250k. Mã số 6, cái này thì một con thép kẹp, cán nhựa nha, bản vuông, dài 15cm, bản 4, còn rất là đẹp nha, khá mới nha, khá là ok. Cái mác thì mới lột cái mác nó đi thôi. Đây thì sách này, đây có chữ này. Rồi con này mã số 6, 190k. Mã số 7, dao thủ công nha, dài 16cm, bản 4.5, 1.6 đấy ạ. Cá nó thì cũng còn sử dụng được, còn bác nào muốn đẹp hơn thì có thể thay thế đi. Trong này dày 3-4 ly này, mặc dần ra nha. Đây có chữ này. Đó. Còn khá đẹp nha. Này thì em mài rồi, con này thì mài rồi, điều là mài sơ thôi. Đây các bác có thể mài lại nha. Dao thủ công. Rồi mã số 7, 200k. Mã số 8, này thì còn như là mới luôn, bản còn nguyên luôn nha, chưa mài rũa. Dài 16cm, bản 5.1, dày khoảng gần 2 ly nha. Đây có chữ này, chữ của nó này. Câu còn rất là đẹp nha, cá nó đẹp, tem mác vẫn còn này nha. Này mã số 8, 250k. Các bác mài bị ăn đi và sử dụng thôi. Mã số 9, sashimi mài 2 mặt nha. Mài 2 mặt, dài 20,5cm. Này thì dày khoảng 1,5 ly, gần 2 ly, 1,5 ly. Có chữ này, khá đẹp luôn, tem mác còn nguyên nha, cán này. Mã số 9, 200k. Mã số 10,
con dao Thái giá khá đặc biệt. Cái này khâu đồng thì nó bị bung ra rồi, cá những con khá là ok, thì em mát vẫn còn nha. Dài 16,5 cm, bản 4. Đây bác mài rũa chỉnh sửa lại nha. Đây là dày khoảng nào 1,5 ly, 1,5 ly. Mã số 10, 180k. Mã số 11. Con dao này khá đặc biệt, không biết để làm gì. Cầm khá nặng nhá, nhỏ nhưng mà cầm khá nặng, đầm tay. Này dài 15 cm. Bản 2.5 này, ngoài này thì 3 chấm này. Như một cây đao nhỏ luôn. Kiểu dáng khá là đẹp. Dày hơn 3 ly chứ, 3 ly. Xuyên suốt này. Ba chốt đồng này. Này chưa có mài rũa gì nha. Em lấy về nguyên này chưa có mài nhưng mà thấy nó cũng khá là bén nhá. Và này nếu mà mài lên thì cực kỳ bén luôn. Này, chưa có mài, chưa mài bén nhá. Thép này không dỉ này. Dáng khá đẹp rồi. Rồi. Con này mã số 11. 190k. 190k nhá. Có cái bao của nó luôn này. Mã số 12, bên đá mài cố đô nhá. Giới thiệu cho các bác. Bác nào mà chưa có thì có thể sử dụng. Mài dao cho nó chuẩn nha. Sử dụng với gia đình nó ok rồi. Một mặt 1.000, một mặt 6.000 nhá. 1.000, 6.000. Mã 12, 180k. Mã 13. Một cây cái búa. Cái búa này nặng 800g nhá. 800g. Kiểu dáng cũng khá là nặng. Đây, có chữ này. Cán còn rất là đẹp nha. Này mã số 13. 130k. Đây có chữ này. Đóng mộc luôn này. 800g. À, đây là cây búa một đầu nhọn này, đầu băng này. Có xỉ này, xỉ hàng. Tem mát vẫn còn nha, còn nguyên mới nha. Nặng 450g. Size lớn luôn. 450g. Có OH này. Rất là đẹp. Chắc chắn. Này mã số 14, 140k. Mã số 15. Cái bơm xe đạp. Bơm mini. Đó, còn rất là mới nha. Bơm cầm tay. Bóng bay, bóng đồ gì bơm được hết nha. Rồi. Con này mã số 15, 140k. Bơm nhỏ nha. 140k. Mã số 16. Một cái bơm lớn. Đó. Có bầu nha. Con này thì thân nó không dỉ nhé, cái mã nóc gì đó nó không dỉ nhé. Tem mát vẫn còn nhé. Đây vợ còn nguyên, rất đẹp. Đó. Hơi còn ra đều nhé. Có bao. Này mã số 16. 260k. 260k, còn khá đẹp luôn nha. 16. Mã số 17. Một cái bơm cũng còn khá đẹp nha. Tem mát vẫn còn nha. Đấy.
thời gian cũng còn ok nha. Mã số 17, 190k. Mã số 18. Bơm nữa. Samium. Cái mã vẫn còn, cũng còn khá là mới nha. Hơi còn ok nha. Rồi, con này mã số 18, 200k. Mã số 19. Một cái tương tự luôn. Cái mã vẫn còn nha. Ri Super. 19, 200k. Này thì bơm nó hơi nặng tay, hơi nó khá nhiều. Rồi, mã 19, 200k luôn. Mã số 20, bộ mũi khoan. Để thêm bộ mũi khoan cho các bác đây. Bộ mũi khoan này hai bốn sáu bảy cây, bảy cây lớn nha. Này đều còn khá là mới nha, dài 15 cm. Cái mũi nặng như thế này nó cũng khá mắc tiền nha. Các bác mua một mũi lẻ như thế này, mũi khoan sắt như mũi này, nếu mà mua lẻ thì nó cũng phải rơi vào tầm 50-60 nghìn rồi. Đây em bán một bộ luôn như thế này. Mũi 10.7 này, đây 13 này, 11.5 này, 9 chấm mấy này, 9.7 này, 9.9 này, 7.7, 7.3 này, 7 mũi như thế này, 280k. Khá đẹp luôn, một con rất dài. Mã số 20, 280k, mũi lớn nha. Mã số 21, cũng một bộ luôn, 6-7 cây, 2-4-6-8 cây, còn rất đẹp nha. Có mũi 12.2 này, 11 chấm mấy đây, mũi 7 này, mũi 8 này, đây thì mũi nó nhỏ hơn, mũi 5 chấm mấy này, 7.0 này, 8 mũi nha, 8 mũi. Này mã số 21, 280k luôn. Mã số 22, một bộ là đẹp luôn. Hai bốn sáu bảy mũi, siêu mới luôn, gần như chưa qua sử dụng nha. Đấy, có 11.5 này, 11.2 này, 10 chấm mấy gì đó. Này là 9.5, 7.5, 8.4, mũi này là 6.3, 4, 6, 7 mũi. Bộ như thế này 280k. Mũi toàn mũi đẹp nha, mũi khoan sắt nhé. 280k, mã số 22. Mã số 23, cũng một bộ luôn.
6, 8 cây. 8 cây. Đây, mũi 13 chấm mấy này. Đây, 11.0 này. 10.0. chín chấm một, 8.3, 6.9 này, 5.3 này, 4 chấm này, 4.0 này, còn khá đẹp nha. Rồi một bộ như thế này, mã số 23, 280k. Mã số 24, cái kìm cộng lực size 300 nha, 10cc, lưỡi còn ok nha, khá đẹp nha, không bị mẻ gì nha, size 300, dấu kiểm định này. Cái này mã số 24, 190k. Mã số 25, 25 đây, một cái dây mỏ hàn 30W nha, 100V 30W, 30W, còn khá là đẹp nha. Dây chống cháy này 7A 125V rất đẹp luôn. Này mã số 25, 180k. Mã số 26 cũng một cái màu hàn thiết tương tự nha. Đây cái này thì thân gỗ cũng còn khá đẹp, tem mác còn đầy đủ nha. 100V 30W. Rồi, con này mã số 26, 190k. 26 190k. Mã số 27. 27. Một cái quận dây điện Hataza nhá. Loại này loại 2.0 3 lõi nhá. 2.0 3 lõi. Dây còn rất mới luôn, rất là đẹp nhá. Bây giờ thì không có phích cắm nhá, để nó thay chế lại. Đó. Này mà nặng 2.6 kg. 2.6 kg là tương đương với này tầm 15,5 m. Đó, có khoảng 15,5 m nha. Mã số 27, 320k. Dây 2.0 Hataza. Cực dày luôn. Rồi, mã số 28. 28 có một quận của Hataza, dây màu đen. Có phích cắm này. Đó. Dây ba lõi nha. 28 450k. Quận này thì 21m nha. Dài 21m. Có tem mác vẫn còn đi nha. Mã 28 450k. Rồi, đây thì coi xem nãy giờ nó tan bao nhiêu đá nè. Đó. Quay video cũng gần 30 phút rồi. Đá nó chưa tan được đá bao nhiêu. Không hề có một chút nào là mồ hôi ra nha. Đó. Các bác nào cần thì cứ liên hệ nha. Ở trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Thì các bác xem kỹ video. Đó. Coi món nào phù hợp thì mình lựa chọn nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.